Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, 21 tháng 12 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý. Bản tin liên quan tới Việt Nam do Võ Thành Nhân phụ trách. Phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Bản tin phân tích thời sự với Võ Thành Nhân. Và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Hoa Kỳ báo hiệu cho Bắc Hàn biết rằng việc đàm phán vẫn mở ra sau cái chết của ông Kim. Ông Obama đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa về việc tăng thuế sắp tới. Chứng khoán gia tăng ngoài hy vọng của Âu Châu và thị trường gia cư mạnh mẽ bắt đầu. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ dẹp bỏ vụ điều tra về chống phụ cấp cho vỏ xe. Hôm qua, Trung Cộng đã yêu cầu Hoa Kỳ hãy ngưng những cuộc điều tra chống phụ cấp cho vỏ xe Trung Cộng và những sản phẩm khác vì Washington không công nhận Trung Cộng như là một nền kinh tế thị trường. Lời kêu gọi của Bộ Thương mại Trung Cộng được đưa ra sau khi Tòa kháng cáo Liên bang Hoa Kỳ bác bỏ đơn kiện chống phụ cấp được đề nạp bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhắm vào vỏ xe nhập cảng từ Trung Cộng. Trung Cộng được xem là một nền kinh tế phi thị trường theo các điều khoản mậu dịch được thương lượng vào năm 2001 như là một phần của việc gia nhập của họ vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Tình trạng đó đã gây khó khăn cho Bắc Kinh, vốn cho rằng những nhà xuất cảng Trung Cộng đã bị trừng phạt bất công khi các nước hợp tác mậu dịch theo đuổi những vụ kiện chống phụ cấp xuất cảng hay chống giá xuất cảng thấp đối với họ. Để lập thành một vụ kiện chống phụ cấp xuất cảng hay chống giá xuất cảng thấp đối với Trung Cộng, một nước nào đó có thể thay thế giá cả của Trung Cộng bằng giá cả của một nước khác, là nước có phí tổn chế tạo cao hơn để cung cấp bằng chứng yểm trợ cho vụ kiện. Trung Cộng cho rằng điều đó không công bằng bởi vì nó gây trở ngại cho lĩnh vực xuất cảng của họ, là một điểm được Bộ Thương mại của họ lặp lại hôm qua. Theo bộ này, đó là một hình thái của chủ trương bảo vệ hàng nội hóa. Hoa Kỳ báo hiệu cho Bắc Hàn biết rằng việc đàm phán vẫn mở ra sau cái chết của ông Kim. Hôm qua, các viên chức Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ báo hiệu cho các nhà lãnh đạo mới của Bắc Hàn biết rằng Hoa Kỳ hy vọng có tiến triển về vấn đề hạt nhân và đã thúc giục cho các cuộc thảo luận về tái tục viện trợ thực phẩm cho dù có cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đưa ra những điều kiện cho những gì cần thiết nhằm cải thiện mối bang giao. Bà nói rằng Washington cũng mong thấy những dấu hiệu là Bình Nhưỡng sẽ tạo mối quan hệ cải thiện với các nước lân bang, nhất là Nam Hàn, và cởi mở trong việc đề cao nhân quyền cho dân chúng. Những cuộc đàm phán sáu bên bao gồm hai nước Đại Hàn, Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản và Nga đã bị tan vỡ hồi năm 2008 và các viên thanh tra Liên Hợp Quốc đã bị trục xuất khỏi Bắc Hàn vào năm 2009. Bà Nuland cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton đã trao đổi với Ngoại trưởng Yang Jiechi của Trung Cộng và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga và tất cả đã đồng ý về nhu cầu cho hòa bình, ổn định và yên tĩnh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Obama đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa về việc tăng thuế sắp tới. Việc tiếp tục khoảng cách giảm thuế tới 40 Mỹ Kim một tuần cho các công nhân và khoản trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người mất việc làm đã bị bế tắc vào ngày hôm qua, khi Hạ viện bác bỏ việc gia hạn 2 tháng cho cả hai khoản này và Tổng thống Barack Obama đã đổ lỗi cho phe Cộng Hòa về sự bế tắc đó. Không bao lâu sau khi Hạ viện biểu quyết với tỷ số 229 trên 193 phiếu để yêu cầu điều đình với Thượng viện về việc gia hạn cho khoản cắt giảm thuế lương bổng thêm một năm, ông Obama nói rằng thời gian sắp sửa qua đi. Lần này không phải là việc đóng cửa một phần chính phủ hay việc bị vỡ nợ chưa từng có của Bộ Tài chánh, mà là viễn ảnh cho thấy thuế lương bổng sẽ gia tăng vào ngày 1 tháng Giêng cho 160 triệu công nhân và trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt cho hàng triệu công nhân bị mất việc làm do cuộc suy thoái tệ hại nhất kể từ thập niên 1930. Ngoài ra, các viên chức chính phủ cho biết giấy tờ cho các bác sĩ chữa trị bệnh nhân theo chương trình Medicare trong những ngày đầu năm mới sẽ không được cứu xét cho tới ngày 18 tháng Giêng, nhằm cho giới lập pháp có thêm thời gian để tránh việc cắt giảm 27% tiền lệ phí bị đe dọa vào ngày 1 tháng Giêng. Lãnh tụ khối đa số Thượng viện là ông Harry Reid đã đưa ra bản tuyên bố cho rằng ông sẽ vui lòng tái tục các cuộc thảo luận về dự luật gia hạn một năm, nhưng không phải trước khi Hạ viện chuẩn nhận dự luật gia hạn hai tháng đó và chuyển qua Tổng thống để được ký duyệt. Chứng khoán gia tăng ngoài hy vọng của Âu Châu và thị trường gia cư mạnh mẽ bắt đầu. Những dấu hiệu khuyến khích ngoài hy vọng của Âu Châu và tin tức đáng ngạc nhiên về thị trường gia cư Hoa Kỳ đã khiến cho chứng khoán Dow Jones trung bình tăng lên hơn 300 điểm vào ngày hôm qua. Đó là ngày tốt nhất cho chứng khoán trong tháng này. Chính phủ Tây Ban Nha đã thực hiện một cuộc bán đấu giá nợ thành công và mức độ tin tưởng của giới kinh doanh và giới tiêu thụ tại Đức gia tăng không ngờ.
Cả hai điều này đã giúp giảm bớt lo âu về nạn khủng hoảng nợ nần Âu Châu. Đồng Mỹ Kim lại hạ giá so với đồng Euro và giá công cố phiếu của chính phủ Hoa Kỳ sụt giảm khi các nhà giao dịch chuyển tiền ra khỏi các tích sản an toàn nhất. Chính phủ Tây Ban Nha gây quỹ được 5 tỷ 6 Euro, tương đương với 7 tỷ 3 Mỹ Kim, tức là nhiều hơn mục tiêu 4 tỷ rưỡi Euro của họ. Các nhà đầu tư đòi hỏi một lãi suất chỉ có 1,74% để cho Tây Ban Nha vay tiền trong 3 tháng, tức là một sự sụt giảm lớn từ mức 5,1% trong cuộc bán đấu giá hồi tháng 11. Dow Jones tăng 337,32 điểm, hay 2,9%, tới mức 12.103,58 điểm. Công ty này đã lỗ 100 điểm trong ngày trước đó. Sự gia tăng này được giữ nguyên vào chiều hôm qua, ngay cả sau khi Hạ viện Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế an sinh xã hội. Trợ cấp thất nghiệp cho khoảng 2 triệu người cũng gặp nguy cơ. Trong khi đó, Bộ Thương mại cho biết các nhà thầu xây cất đã khởi công xây 685.000 căn nhà mới hồi tháng rồi, tức là tăng vọt lên 9,3% so với tháng 10. Đó là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2010. Giấy phép xây cất là mức đo lường việc xây cất trong tương lai đã gia tăng 5,7%. Việc gia tăng xây cất nhà là một bằng chứng cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ tránh được việc sớm rơi vào một cuộc suy thoái nữa. Bản phúc trình của Bộ Thương mại đã khiến cho chứng khoán về nhà cửa lên cao hơn. Công ty Pulte Group tăng vọt 10%, công ty D.R. Horton tăng 5,7%. Cơ quan FAA sẽ ban hành quy luật nhắm vào các phi công mệt mỏi. Gần 3 năm sau khi một chiếc phi cơ nội địa bị rơi bởi hai viên phi công mệt mỏi, Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang được viết tắt là FAA sẽ đưa ra những quy luật nhắm vào việc ngăn ngừa những phi công lái máy bay trong khi mỏi mệt nguy hiểm. Những quy luật về thời biểu làm việc của các phi công được công bố hôm nay chú trọng tới sự vận động của các nghiệp đoàn phi công và các công ty hàng không kể từ khi cơ quan FAA đưa ra một bản dự thảo đề nghị hồi hơn một năm qua. Theo bản đề nghị này, số giờ làm việc của các phi công bay đêm sẽ được rút ngắn lại trong khi một số phi công bay ban ngày sẽ trải qua nhiều thời gian hơn trong buồng lái. Các phi công bị buộc phải nghỉ tối thiểu là 9 giờ giữa các chuyến bay, tức là nhiều hơn 1 giờ so với quy luật hiện tại. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự mệt mỏi có thể làm tê liệt khả năng làm việc của phi công bằng cách làm trì trệ sự uyển chuyển và làm hao mòn sức phán đoán, cũng giống như rượu vậy. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã vận động trong 2 thập niên qua để cải tổ quy luật về thời biểu làm việc của phi công. Một nỗ lực của cơ quan FAA hồi thập niên 1990 để đưa những quy luật mới đã bị bế tắc khi các nghiệp đoàn phi công và các công ty hàng không không thể đạt được một căn bản chung. Nỗ lực này đã được tái lập sau vụ rớt máy bay vào tháng 2 năm 2009 gần Buffalo, New York, giết chết tất cả 49 người trên phi cơ và một người ở dưới đất. Một cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tìm thấy rằng cả hai phi công chắc chắn đã quá mệt mỏi. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt liên quan tới Việt Nam do Võ Thành Nhân phụ trách. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bản tin về Việt Nam. Trước hết chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cập nhật về Phó Chủ tịch Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang thăm Việt Nam. Có thể nói đây là một chuyến công du chính trị của Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Cộng hoàn toàn chủ động. Chuyến công du này đang gây sự chú ý rất là nhiều cho giới quan sát về tình hình châu Á và Thái Bình Dương. Đặc biệt, nó sẽ có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai quốc gia đang có những sự xung đột về sự tranh chấp tại Biển Đông và các áp lực chính trị phân định vai trò cường quốc của Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng trên đất nước Việt Nam. Vào chiều ngày 20 tháng 12 năm 2011, Tập Cận Bình đã đến Hà Nội. Nơi đây ông đã được Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và bà Nguyễn Thị John, Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam ra đón tiếp. Ngay tại phi trường, Tập Cận Bình đã có bài nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Trung Hoa. Được biết, đa số báo chí Việt Nam không có bản dịch chính thức hay có người thông dịch. Do đó, có rất là nhiều điều Tập Cận Bình phát biểu đã không được giới truyền thông của Cộng sản Việt Nam loan tin hay phổ biến trong nước. Vào cả ngày 21 tháng 12, tức ngày hôm nay, liên tục Tập Cận Bình đã tiếp xúc với đa số các thành phần đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận Tập Cận Bình đã tiếp xúc với lại Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Các cuộc họp đã giúp Tập Cận Bình ký được 8 thỏa hiệp với Việt Nam, trong đó có những liên quan đến vấn đề hợp tác của hai đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Các thỏa hiệp còn nói lên được nội dung liên quan đến thông tin quốc ngoại giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng.
và các thỏa hiệp còn có các liên quan đến vấn đề văn hóa, phát triển ngân hàng và điện năng. Kính thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là Tập Cận Bình là Phó Chủ tịch của Nhà nước Cộng sản Trung Quốc, nhưng mà ông đã là người ký các thỏa hiệp thay vì đây là vai trò của Thủ tướng của Nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Tại sao lại do ông Tập Cận Bình đứng ra để ký các thỏa hiệp này? Đây là câu hỏi cho giới quan sát chính trị tại Việt Nam và thế giới. Vào ngày mai chúng tôi sẽ có ký giả Phạm Trần. Ông đang theo dõi rất là sát diễn biến này và ông sẽ có một cái bài đúc kết và nhận định của chuyến đi của Tập Cận Bình tại Việt Nam. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi vào chương trình 8:30 tối vào ngày mai thứ năm 22 tháng 12. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của Bản tin qua tin đốm xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, Bản tin qua tin đốm sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.